Liên quan đến tin Việt Nam thì một cái tin cũng đang gây tranh cãi, gọi là tranh cãi nảy lửa luôn. Quý vị nhìn cái bức hình ở đây. Ở đây là cái hình mà không biết cái chuyện gì đã xảy ra Ở sân Mỹ Đình ở sân Việt Trì, Việt sân Trì Việt Trì ở Hải Phòng hôm tối chủ nhật vừa qua thì đã diễn ra một cái trận trận đá banh giữa đội của Việt Nam với một cái đội của một cái nước khác. Tại Ngọc Lan không có rành đá banh lắm, nhưng mà cái chuyện mà thì khi đó đó quý vị biết là người Việt Nam thì rất là thích đá banh, cho nên là họ đi coi và họ cổ vũ rất là nhiều. Thì ngày hôm đó đã có một cái việc là cổ vũ bằng cách là giống như là trước khi mà trận đấu bắt đầu, trước khi mà tiếng còi vang lên thì tự nhiên người ta thấy hàng ngàn cái cuộn giấy vệ sinh á được tung lên. Thì quý vị biết khi mà cái cuộn giấy vệ sinh nó tung ra, bắt đầu nó bung ra hết, thì gió nữa thổi thì nó bay lên, thì người ta nói là ô nhìn thấy cũng hay quá đó. Thì nhìn đó là lúc nó tung lên thì nó như thế này, mọi người thấy trời ơi, rất là độc đáo, rất là ấn tượng, rất là sáng tạo vân vân. Nhưng mà rất là đáng tiếc là ngay sau đó thì mưa xuống, mưa xuống, mà những cái cuộn giấy này đó khi mà tung xuống, quý vị biết thì nó rơi xuống mà nó gặp nước mưa thì nó chuyện gì nó sẽ xảy ra. Người ta những cái cổ động viên đó khi mà tung xong thì không có gom lại liền, thành ra mưa xuống á, bắt đầu giấy vệ sinh nó rã ra thì nó thấm dưới đất. Xong rồi hết trận đấu thì tất cả là xách đít đi về thôi. Ban tổ chức bắt đầu phát loa kêu gọi là mọi người chung một tay, những ai mà tung cái đó bây giờ gom nó lại để đi vứt thùng rác. Nhưng mà mạnh ai nấy đi thôi, cái ý thức của họ rất là kém. Thành ra để lại một cái bãi chiến trường ở đó, quý vị thử tưởng tượng hàng ngàn cái cuộn giấy vệ sinh mà tung ra trên cái vận động trường như vậy, rồi mưa thì nó mủn ra như thế nào, thì nó gây cái chuyện mà cho những người mà dọn dẹp đó, rồi chưa kể nè bịch ni lông rác rưởi họ vứt lại đầy như vậy hết. Cho nên là người ta có nghĩa là một cái trận tranh cãi, người thì nói ô đó là sáng tạo, người thì nói là một cái việc làm rất là vô ý thức hay là như thế nào. Thì đây cái hình người ta chụp lại, những cái này nó bám xuống dưới cái nền khi mà nước nó ra làm sao đó, rồi chỉ có một số ít những người bắt đầu người ta cái số người ở lại để mà phụ dọn dẹp á, thì rất là ít. Thì đó là cũng là một cái chuyện liên quan đến tin Việt Nam, cũng đang gây một cái sự tranh cãi thế nào là cổ vũ cổ động khi đi xem những cái trận thi đấu thể thao. Những người mà Việt Nam khi đi xem những trận này á, thì thường bao giờ người ta họ cũng mang cờ theo, mang trống theo, mang loa theo, đến nhiều nơi những cái vận động trường khác ở nhiều quốc gia. Người ta ví dụ như kỳ rồi ở Nhật đó đã có tin là người ta phải ngăn lại, ngăn bớt, không có cho mang loa vô, không có cho mang quá nhiều những cái biểu ngữ vô, bởi vì nó làm nó gây ảnh hưởng đến nhiều người khác quá. Thì đây là một lần nữa nói về cái ý thức của người. không, tại vì đó, nếu mà mình coi những cái trận tranh tài rồi này kia trên TV đó thì thường thường mình thấy cũng có nhiều nơi họ cũng làm cái trò này nè, tức là mang theo cái giấy vệ sinh đó, rồi cái đến lúc mà chiến thắng hay là đến lúc mà cổ vũ hay kia bắt đầu Tung lên. hào hứng mà tung lên cho nó bay này kia, thì cái này vẫn thường thấy hoài. Nhưng mà cái kỳ này nó xui một cái đó là tại vì vừa quăng xong thì trời mưa, mà trời mưa rồi dọn dẹp thì nó khó khăn vô cùng luôn đối với lại những cái loại giấy vệ sinh này. Người ta nói á, thường á thì họ tung ra là họ tung những cái miếng vải giống như vải lụa đó, thì khi tung ra như vậy cái gió nó sẽ bay lên nó đẹp, nhưng mà sau đó người ta sẽ thu nó lại liền, rồi sau đó họ cứ dùng như vậy. Chứ còn cái chuyện mà tung những cái cuộn giấy vệ sinh ra như vậy thì thấy nó mất thẩm mỹ quá mà nó dơ quá.